và trận đấu đã bắt đầu. Trận này Việt Nam ở phía cầu môn bên trái, Philippines ở phía cầu môn bên phải, màn ảnh nhỏ của các bạn. Trận này Việt Nam là đội chủ nhà, có vô vàn lợi thế. Liệu bóng ma trên sân Mỹ Đình là điều có thật hay không? Liệu một lần nữa Việt Nam có thất bại trên sân Mỹ Đình như đã từng thất bại trước Malaysia hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Công Phượng đang có bóng và anh sẽ quyết định tung cú sút về bên nào, có lẽ là quả sút xa vào. Và như vậy, Việt Nam đã dẫn trước Philippines một bàn. Hiệp 2 trận đấu giữa Philippines và Việt Nam đã bắt đầu. Chuột Ham Tơ đã vào sân. Lần này và sân chú chưa vội dẫn bóng để ghi bàn mà lang thang đi tìm hiểu thêm về mặt sân. Có lẽ Ham đang câu giờ chăng? Xin nói thêm về trận này. Lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình, Việt Nam đang có lợi thế ở trận lượt về và đã đặt được một chân vào chung kết. Nếu tỷ số này giữ nguyên, Việt Nam sẽ lọt vào chung kết. Chúng ta chờ xem. Và Quang Hải đang dẫn bóng. Anh đang đứng trước vạch 16m50 của tuyển Philippines. Vào rồi các bạn ơi. Quang Hải của chúng ta đã ghi bàn, đưa Việt Nam dẫn trước 2-0. Chia buồn với Philippines, con đường vào chung kết giờ khó như lên trời rồi. Và trận đấu lại được tiếp tục, liệu Philippines có lội ngược dòng được hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Khó khăn chồng chất lên đôi chân của các cầu thủ Philippines. Văn Toàn đang có bóng, anh đi bóng lắc léo vượt qua hàng thủ của Philippines. Đối mặt với thủ môn, thật tuyệt vời, cú lút bóng đầy kỹ thuật đưa bóng qua đầu thủ môn Philippines. Thật đáng buồn cho Philippines, tỷ số đã là 3-0 cho Việt Nam. Tỷ số này nói lên rằng Việt Nam chính thức bước vào chung kết, gặp Malaysia. Chúc mừng Việt Nam, 3 bàn thắng trong trận này là của Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn.